Chuyên mục Chuyện Nhà Nông xin kính chào bà con và các bạn. Thưa bà con và các bạn, hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm bằng hình thức tưới nhỏ giọt và phun mưa sẽ giảm thiểu chi phí về vật tư nông nghiệp, thời gian và công chăm sóc, nhưng lại gia tăng năng suất chất lượng nông sản. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích kép này qua các mô hình ứng dụng hệ thống tưới thông minh, tưới tiết kiệm để hiểu hơn về hiệu quả của các mô hình này. Đây là 8 hectare bơ của nhà nông Tiêu Văn Phước ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Trồng bơ với diện tích lớn nên nông dân này luôn tính toán để giảm thiểu chi phí chăm sóc mà vẫn mang lại giá trị kinh tế cao. Tưới thông minh là một trong những ứng dụng kỹ thuật cao mà nhà nông này áp dụng. Với hệ thống tưới được đầu tư bài bản, 1 giờ mỗi gốc bơ sẽ được cung cấp khoảng 170 lít nước. Và quan trọng hơn là chỉ tốn 1/10 công tưới so với tưới tay trước đây, bởi đây là hệ thống tưới hoàn toàn tự động. Hơn nữa, hệ thống này còn tích hợp bón phân. Khi pha phân theo tỷ lệ hợp lý và hòa cùng hệ thống, thì phân bón sẽ được đưa đều đến tất cả các cây trong vườn. Tôi thấy sử dụng cái của Nguyễn Tân này là nó cũng rất là tiết kiệm nước, mà cái nhân công thì đương nhiên là với tất cả các loại tưới thì nó đều đỡ nhân công giống nhau rồi. Nhưng mà về cái phần của Nguyễn Tân này là có một cái hệ thống bên trong ruột của nó là nó rất là rộng nên tưới phân. Thí dụ mình tưới nó không bị nghẹt ống này. Và tưới phân nên là nó có đa dạng các loại phân chứ không cần cái phân tưới riêng cho hệ thống nhỏ giọt. Thí dụ với các loại bếp khác thông thường thì nó hay bị tắc nghẽn, thì cái hệ thống tưới phân của chúng tôi mà dưới vườn là rất là quan trọng. Mà khi mà mình chỉ chọn các loại phân mắc tiền mới tưới được, thì có những loại cây như cây bơ nó không nhất thiết nó phải dùng cái loại phân mắc tiền lắm. Hệ thống tưới thông minh này cũng được nhà nông Tiêu Văn Phước lắp đặt cho vườn dâu tầm. Bởi theo ông, thay vì bỏ công đi tưới và công bón phân khá nhiều, thì chỉ cần một hệ thống tưới thông minh là thay thế được tất cả. Để lắp đặt hệ thống này, nông dân tốn khoảng 25 triệu đồng cho 1 hectare. Hệ thống tưới thông minh này sẽ giúp bà con nông dân giảm được khoảng 90% công lao động và 40% phân bón sử dụng trong vườn. Ống tưới nước cũng được thiết kế khá thuận tiện cho bà con di chuyển khi làm cỏ, làm đất trong vườn mà không lo hư hỏng. Tùy theo cái nhu cầu tưới và cái chi phí bà con muốn để mà đầu tư. Nếu mà muốn đầu tư chi phí thấp thì mình sẽ sử dụng cái phương án là ống mềm. Nếu mình muốn đầu tư chi phí nó cao thì mình sẽ sử dụng phương án ống cứng. Thì cái ưu điểm của phương án ống mềm là chi phí sẽ thấp và rẻ. Bù lại thì cái thời hạn sử dụng của cái ống mềm là khoảng chừng 3 năm. Còn phương án ống cứng thì chi phí nó sẽ cao hơn. Cả hai phương án thì mình đều sử dụng được cái bộ hòa phân để khi mà mình tưới nước và mình có thể kết hợp với tưới phân. Đối với cái địa bàn khu vực Lâm Đồng của mình thì một số khu vực là do cái lượng nước mưa rất nhiều, cho nên bà con mình sẽ rất là ít tưới nước. Tuy nhiên khi mà mình lắp cái hệ thống tưới này rồi thì cái việc mà mình hòa phân vào hệ thống để mình tưới phân trong các mùa mưa thì nó là một việc giúp tiết kiệm công lao động và cũng như là tiết kiệm cái chi phí bỏ ra cho việc tưới bón phân. Tưới tiết kiệm, tưới thông minh là một trong những giải pháp được ngành chức năng Lâm Đồng khuyến cáo khi mà nguồn nước ngày càng khan hiếm. Trong nhiều năm qua, Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với nhiều đơn vị để đưa ra những giải pháp tưới hiệu quả cho bà con nông dân. Điển hình như sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nhựa nông nghiệp Nguyễn Tân đã là người bạn đồng hành lâu năm với nông dân Lâm Đồng. Bà con nông dân biết rằng là thời gian đây thì nguồn nước đã bị cạn kiệt, và vì thế thì cái việc mà tiết kiệm nước để áp dụng cái hệ thống tưới tiết kiệm này để tiết kiệm nước và tiết kiệm phân bón cũng như tiết kiệm cái nhân công, đó là cái giải pháp thích hợp để bà con nông dân áp dụng vào từng cái đối tượng cây trồng khác nhau. Bên cạnh cái tưới nước tiết kiệm thì là cái việc áp dụng và kết hợp để châm cái phân bón, bón cái phân qua cái hệ thống này thì cũng là một cái điều rất là tốt, giúp cho giảm được cái lượng phân bón. Thì Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng đã kết hợp với công ty tưới tiết kiệm Nguyễn Tân ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã đồng hành cùng bên trung tâm khuyến nông về lắp đặt và triển khai các mô hình, ví dụ như là tưới tiết kiệm trên cây cà phê, tưới tiết kiệm trên cây dâu, tưới tiết kiệm trên cây bơ, vân vân. Thì qua đó thì đã một phần nào đã đáp ứng được cái mong mỏi mà cái nguồn nước, cũng như là tiết kiệm được phân bón, cũng như là cái công nhân cho cái vườn cà phê. Sau khi kết thúc các cái mô hình thì chúng tôi đều tiến hành tổ chức các cái buổi hội thảo và tổ chức triển khai nhân rộng cái mô hình ra để cho người nông dân áp dụng. Vì vậy là trong những năm gần đây là trên cái vùng cà phê của Lâm Đồng chúng ta cũng như là trên vùng cây ăn quả thì rất là nhiều nông dân ứng dụng cái công nghệ tưới của công ty Nguyễn Tân vào trong cái việc sản xuất ở vườn cây của mình ở trong giai đoạn vừa rồi. Thì sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Lâm Đồng để mà nhân rộng các cái mô hình đó, nhân rộng được cái diện tích áp dụng công nghệ tưới, tiết kiệm tưới thông minh trên địa bàn Lâm Đồng. Sử dụng thiết bị tưới thông minh, tưới tiết kiệm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm nguồn tài nguyên nước. Một tài nguyên quan trọng đối với cuộc sống và sản xuất đang có nguy cơ ngày càng cạn kiệt. Đây cũng chính là mục tiêu lâu dài mà Trung tâm khuyến nông cũng như ngành chức năng và bà con nông dân Lâm Đồng hướng đến, cùng với định hướng sản xuất nông nghiệp bền vững ở địa phương. Thưa bà con và các bạn, chim cút vịt trời hàng chục năm nay đã trở thành những loại gia cầm được nhiều nông hộ chọn để phát triển kinh tế gia đình. Thực tế, trong nhiều năm qua đã chứng minh những loại gia cầm này thực sự mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Gia đình bà Lưu Thị Minh Tâm ở thôn 9 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có kinh nghiệm hơn 15 năm trong chăn nuôi chim cút, vừa nuôi lấy thịt, vừa lấy trứng và phân cút. Với 150.000 con chim cút, mỗi ngày gia đình bà Tâm thu hơn 250 trứng, tiền lãi khoảng 600.000 đồng một ngày. Ngoài ra mỗi tháng bà còn bán được 13 tấn phân cút với giá 1.300 đồng một ký. Sau từ 6 đến 12 tháng sẽ bán cút thịt, thu lãi thêm từ 30 đến 40 triệu đồng. Khâu đầu tiên thì phải là chuồng trại. Cái diện tích, cái vị trí đi trại của mình nó nằm ở đâu? Thứ nhất là nó nằm ở nơi thông thoáng, thứ hai là không ở gần dân, thứ ba là không gần những trại khác. Là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là khi mình bắt con giống về thì theo kinh nghiệm của từng người, không phải là cứ kháng sinh đưa vào là nó sẽ không có bị bệnh. Mà đưa kháng sinh nhiều quá thì nó lại bị mất buồng trứng. Nhưng mà đưa thuốc thảo dược vào thì nó lại lâu, nó không hiệu quả cao. Đấy, cho nên là bây giờ chúng tôi phải dùng cả thuốc thảo dược, cả kháng sinh. Ngoài nuôi chim cút thì nuôi vịt trời cũng là hướng đi mới của gia đình bà Tâm. Hiện bà đang nuôi hơn 700 con vịt trời trong khuôn viên chuồng trại. Theo bà, vịt trời dễ nuôi, ít dịch bệnh và mau lấy lại vốn. Ước tính nếu nuôi vịt trời nhỏ thì sau 4 tháng có thể bán vịt thịt. Mỗi một con vịt trưởng thành có thể thu lãi 40.000 đồng. Còn nuôi vịt lấy trứng thì cũng sau 4 tháng vịt đẻ là đã lấy lại vốn. Vịt trời có tỷ lệ đẻ thành công từ 80 đến 85%. Thời gian đẻ kéo dài từ 12 đến 14 tháng. Trứng vịt trời theo bà Tâm được ưa chuộng hơn trứng vịt đồng vì tỷ lệ lòng đỏ nhiều hơn, dễ bán và giá cũng cao hơn. Dự tính trong thời gian sắp tới, bà sẽ phát triển đàn vịt trời lên 2.000 con vịt đẻ trứng và hơn 1.000 con vịt thịt. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi gia cầm, bà tin tưởng đây sẽ là hướng đi giúp gia đình phát triển kinh tế. Tôi chăn nuôi nhiều thứ rồi nhưng mà tôi thấy cái con gia cầm thì riêng con vịt trời cái hiệu quả của nó, thứ nhất là nó ít bị bệnh vì nó là giống nguồn gốc từ hoang dã. Thứ hai nữa là cái sự trùng huyết ấy, là nó cái cận huyết là nó chưa có vì nó còn đang là mới ban đầu thôi. Cái đề kháng của nó cao, đồng nghĩa với là sẽ không bị bệnh. Cái thứ hai là cái thể trọng của nó quá nhỏ đi thì nó ăn cái mức cám của nó ăn rất ít thì mình sẽ đầu tư thấp, và vì nó là giống hoang dã cho nên là cái thời gian khai thác trứng là nó được dài. Cũng như gia đình bà Lưu Thị Minh Tâm, gia đình chị Đinh Thị Huệ ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm cũng có hơn 10.000 con chim cút nuôi thường xuyên. Nuôi cút lấy trứng lấy thịt, còn ở phân cút dùng bón cho vườn cà phê. Mỗi tháng thu nhập từ những chuồng cút này cũng được từ 20 đến 30 triệu đồng. dư dả so với trước khi chị làm mỗi cà phê. Thì là có cái phân của mình đấy, coi như là tiền công của mình là mướn vậy thôi, chứ cũng thấy nuôi như vậy thì mình không phải làm cho ai, thì mình làm tự nhà mình, thì mình thích là mình nuôi thôi. Mình chăm sóc nó, con cút nó không bị bệnh ấy thì hiệu quả kinh tế nó cao hơn, còn nếu mình để nó bị bệnh ấy thì nó chết hoặc nó mất quân của mình đi ấy thì kinh tế nó không còn cao nữa. Nước nó mới bắt về mình thuốc thang là cùng các thứ, làm sao cho nó khỏi bị bệnh. Cái thứ hai, nếu mà không phòng tốt mà nó ra bệnh trứng trắng thì là mình nổ. Hầu hết các trang trại chăn nuôi như thế này đều được địa phương khuyến cáo làm cách xa khu dân cư, vừa tránh làm ô nhiễm môi trường sống xung quanh, lại giảm thiểu được dịch bệnh cho đàn gia cầm. Phát triển đàn gia cầm đang là một trong những hướng đi mà các địa phương ở Bảo Lâm quan tâm nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý cho bà con nông dân. Tổ hợp tác chăn nuôi Kỳ Tâm đây là rất tốt, là đúng theo cái chương trình của Việt Gáp của cấp trên, cũng theo thủ tục và cũng theo cái nghị quyết của Đảng và chi bộ ở địa bàn. Và chị sắp tới đây chị cũng là mở rộng lên cái nhân rộng lên về chăn nuôi của vịt trời này. Thì tôi nắm bắt thì theo nghị quyết ấy, thì đang cũng muốn nhân rộng và cũng muốn nhân rộng lên cái mô hình này thì tới các bà con toàn xã. Có thể nói nghề chăn nuôi gia cầm như chim cút vịt trời đã giúp cho nông hộ tại Bảo Lâm phát triển kinh tế gia đình. Không tốn quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần nắm vững kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh tốt cho đàn gia cầm, ít tốn diện tích đất, đầu tư không quá cao, thì đây là một trong những ngành nghề góp phần ổn định cuộc sống cho người nông dân, đặc biệt ở các vùng nông thôn hiện nay. Thưa bà con và các bạn, cũng như các loại cây ăn quả khác, trong quá trình trồng chăm sóc, cây bơ cũng không thể tránh khỏi một số bệnh thường gặp, đặc biệt là vào mùa mưa. Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu một số biện pháp phòng trừ dịch hại cho cây bơ trong giai đoạn này. Hạn chế và có biện pháp kịp thời trong việc phòng trừ sâu bệnh hại và chăm sóc hợp lý trong mùa mưa. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn nghiên cứu cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây bơ giai đoạn mùa mưa. Đối với bệnh trên thân, bệnh sẽ làm nứt vỏ cây. Nếu phát hiện thấy triệu chứng cây có đốm đen xuất hiện trên thân, nhà vườn dùng dao sắc cạo phần đen này và dùng thuốc quét lên. Về biện pháp phòng trừ, ngay sau thu hoạch nên chặt cành tỉa tán quét phôi lên thân cây để tránh cây bị nhiễm bệnh. Đối với bệnh trên cành, bệnh sẽ làm khô cành. Biện pháp phòng ngừa, dùng một trong những loại thuốc sinh học mới được bán tại các cửa hàng và lựa chọn loại thuốc phù hợp để ngừa bệnh cho cây. Về các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh hại trên lá và quả, ngay khi cây đậu quả vào khoảng tháng 3-4, khi quả bằng đầu đũa hoặc quả chanh, nhà vườn phun thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học định kỳ 15-20 ngày một lần trên lá, khoảng 3 lần cho giai đoạn này. Đến tháng 7 trở đi, không cần phun thuốc nữa vì quả đã già và vỏ cứng, đồng thời đảm bảo cho an toàn vệ sinh thực phẩm. Về sâu hại trên lá ở cây bơ thường là loại sâu rớm, làm đọt non không phát triển. Biện pháp xử lý, có thể dùng thuốc có nguồn gốc sinh học, hạn chế không dùng thuốc hóa học nhiều, đặc biệt là không dùng thuốc trừ cỏ, rất nguy hiểm vì làm tăng dư lượng đồng, một số độc tính cao trong quả không tốt cho sức khỏe người dùng. Đồng thời thuốc trừ cỏ cũng làm đất canh tác bị chay, tăng độ chua của đất. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện nhà nông kỳ này của Đại phát Canh Triều Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và tạm biệt.